cái tóc của ổng nè đó. Ủa sao kỳ vậy? Hối hết trơn rồi. Đâu hối hết trơn. Ai hên này số mạng ổng hên đó. Ổng hên là nó bỏ về dục đường bây giờ. Đi bỏ dục đường bây giờ nó đẩy xuống sông nó biết đường nó kiếm. Để hôm nay giờ còn mình nó nhỏ đó là chứng già cũng được. Chú như vậy rồi mà cô còn bắt chú là phải sinh thêm một em bé nữa cho cô mới chịu. Thôi gắng thôi. Dạ. Sinh em bé mà chưa. Dạ, Hồng Cao Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đã có mặt tại huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Thì theo bà con chia sẻ thì ở đây có một cặp vợ chồng, mặc dù khó khăn nhưng mà vẫn thương yêu nhau, vẫn hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà cái điều đáng nói là cặp vợ chồng này được bà con ví như là một cặp đũa lệch. Tại vì nghe nói là vợ mới 40, chồng tới 70 là không biết cái câu chuyện như thế nào mà bà con phải gọi điện để nhờ giúp đỡ hoàn cảnh này. Nếu đúng qua trường hợp giúp đỡ thì kênh Hồng Cao Vlog sẵn sàng chích một cái phần quỹ của Mạnh Thường Quân để gửi đến để hỗ trợ gia đình. Thì hôm nay thì cũng nhân cái dịp Tết đến xuân về, Hồng Cao Vlog xin gửi lời chúc tốt đẹp đến cô chú anh chị gần xa trong nước và ngoài nước trong suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh Hồng Cao Vlog. Thì Hồng Cao cũng xin thông báo với cô chú anh chị một cái tin mừng, thì kênh Hồng Cao Vlog cũng đã được hơn 100.000 người theo dõi, có nghĩa là hơn 100.000 người trái tim yêu thương của cô chú anh chị đã dành cho kênh Hồng Cao Vlog. Thì bây giờ mời cô chú anh chị vào bên trong để tìm hiểu thực hư cái hoàn cảnh về cặp vợ chồng đũa lệch này như thế nào. Dạ, mời cô chú anh chị. Có ai nhà không ạ? À, chào cô nha. Đây là nghe cô chú anh chị bạn bè giới thiệu là đây là một cặp vợ chồng đũa lệch nhưng mà cũng rất là khó khăn. Nhưng mà kiểu như đũa lệch mà khó khăn nhưng mà vẫn hạnh phúc ở với nhau cô chú anh chị. Dạ con vô được không cô chú ơi? Ủa cái lò đây hả? Trời ơi. Sao mà ngay cửa nhà vậy? Chút xíu nó bước lên cái lò luôn rồi. Ừ. Nóng. Dạ dạ được. Con xin phép vô xíu nha. Dạ. Ủa hay cô chú đang trong buồng hả? Thôi ra đây ra trước đi. Ra ngoài này đi. Con xin phép tại nghe bà con giới thiệu hoàn cảnh của mình đó, cô cũng mới muốn tìm hiểu như thế nào. Dạ dạ cô. Ở đây cô chú lên đó được không? Được. Lên trên đó ngồi đi cô cho dễ. Ở trong đây chặt quá cô chú anh chị. Ôi ôi. Ôi nhà thờ. Thờ luôn sụp quá cho. Sao mà trên đây dơ dữ vậy cô? Chưa dẹp, tôi mới lại dẹp lên. Dạ, con xin phép gửi cái mic cho cô. Dạ, con xin phép con chào chú nha. Chào cô. Chú năm nay là mình được bao nhiêu tuổi rồi chú? 70. 70 tuổi. Rồi cô? 40 à? 40. 40 à? 40. Rồi cô nghe bà con nói mình ở đây là một người 40, một người 70. Nhưng mà sống một cái hoàn cảnh như vậy mà cũng hạnh phúc, cũng đi lượm da chai mà mình khó khăn là khó khăn như thế nào hả cô? Khó khăn là khi anh thấy ở nhà của em thì trời mưa tới rồi nó dột, nó ướt hết. Dạ. Rồi đó rồi cái nhà chặt chội nữa. Em ở đất đậu của người ta mấy năm nay rồi đó, giờ bà già mất nữa rồi tiền bạc không có nữa. Bình thường là mình đi lụm da chai hay là mình có làm gì? Bình thường á khi rảnh là đi lụm, còn không rảnh là ông này đi làm mặn nuôi. Chú có phải 70 không? Sao con thấy chú kiểu như là lớn hơn 70 á? 70 à? Dạ 70 rồi. Là hồi đó sao mà cái cơ duyên mà cô là 40 mà chú 70 à, đó mình gặp nhau như thế nào cô chú? Hồi đó gặp nhau rồi cũng mới quen biết với nhau rồi để nói sự thật hết rồi thì hai đứa chung sống với nhau luôn, hẹn hò nhau chung sống luôn, không có gì hết. Hai bên nào cũng cha mẹ cũng mất hết rồi. Dạ. Rồi giờ chung sống với nhau chứ không lẽ giờ có mình ơn là không lẽ bỏ thì thôi, thì chung sống nhau hết, tôi chọn từ nào tới chết, tới già tới chết thôi. Dạ. Mà trước khi chú gặp cô là chú có gia đình chưa? Chưa. Là chú cũng còn trai luôn. Dạ. Cô? Gặp ổng là em có nhỏ gái đó. Lúc trước là cô cũng có một gia đình rồi. Dạ. Dở dang rồi. Dở dang. Là đây là nhà của cô hay của chú? Nhà của bà già, cái này nhà của bà già này, ở chung với bà già. Bây giờ bà già mất rồi. Dạ cô, con thấy ở đây mình không dọn dẹp gì bớt đi cho quá cái trời. Cái này là em dọn dẹp rồi đó.
Bữa nay là đưa ông Táo rồi mà sao mà nhà mình chưa đưa hả? Chưa có dọn dẹp kịp đó chú. Mấy chú là vô tới đó. Dạ. Cô chú có được mấy cháu là chung không hay là có một người con riêng của cô ạ? À? Em có thằng con riêng của em nữa mà nó đi thành phố nó làm mày. Là tổng cộng hết là mình được mấy người con? Hai người. Khi một tháng thì khi nó không gửi nữa, bệnh hoạn thì khi nó không muốn gửi tiền cho em nữa. Nó mặn xa xứ nữa. Cái người đó nhiêu tuổi rồi con? Mới cái... Tết này nó 27. Tết này nó 27 rồi. 27, còn một người con nữa là nhỏ hơn. Dạ, nhỏ người khác đó. Dạ. Ở đó có 10 Tết này nữa, 15. Ồ, vậy là cái cô bé ngoài kia là con của cô? Dạ, con nhỏ bằng áo xanh, màu xanh á. Dạ. Bữa nay là 24 Tết rồi cô chú anh chị, nhà cửa thì... kiểu như là nó có dọn mà mình thấy nó cũng như không dọn vậy đó, thế cũng đâu có gì đâu, cũng còn nguyên nè, nhang này chưa có rút chân nhang nè, chưa có dọn kịp á. Dạ, đi mặn cũng mới vậy. Xuống mặn cái gì? Đi lặt mai. Lặt mai mướn hả? Dạ. Dạ, là Tết mình mới làm được công việc đó. Và bình thường mình làm gì chú? Bình thường thì đi đào đất này kia kia nọ vậy đó. Ủa chú đào được không? Được. Con thấy lớn tuổi rồi mà. Được. Ai muốn gì rồi đào, muốn đào đất thì đào. Dạ. Muốn làm hồ thì làm luôn. Mà hồi đó vậy? Mà hồi đó chú gặp cô là chú bao nhiêu tuổi? Là đó gặp à? Gặp lâu chưa? Lâu rồi. Là lúc gặp cô là chú bao nhiêu tuổi? Gặp thì 60, giờ 70 là 10 năm rồi. Có nghĩa là 60 tuổi chú mới cưới vợ. Là gặp cô đây là lúc đó mình thương nhau rồi mình tâm sự nhau rồi hẹn hò nhau rồi đến với nhau luôn. Mình đi làm vậy rồi có đủ sống không chú? Nhiều khi cũng không có đủ không nữa chú ơi. Bình thường thì đào đất rồi làm mướn rồi cô thì lụm da chai. À. Dạ. Nhưng mà 60 ở với cô này... kiểu như là nó... Bởi vì bà con hay gọi là cặp vợ chồng đũa lệch là hơn nhau tới tận 30 tuổi. À, có nghĩa là lúc chú gặp cô á là cô mới có 30 à? Là 30 lúc đó là cô được hai người con rồi. Rồi người chồng trước của mình là chia tay hay sao cô? Chia tay, uống rượu quá quánh em. Nè quánh cái tay nè. Cái tay gì? Dạ. Lúc đó là tự người ta bỏ đi hay là mình? Dạ, tự người ta bỏ đi. Dạ bây giờ có về thăm cô không? Bỏ đi luôn. Bây giờ là hai vợ chồng mà kiểu như già không già mà trẻ không trẻ. Già là chỉ chú già, còn cô là mới 40 thôi. Nhưng mà cũng nương tựa nhau sống. Giờ hết rồi chú ơi. Gia đình bên đây cũng cha mẹ cũng mất gì hết trơn. Chú bển cũng cha mẹ cũng mất hết trơn. Giờ còn rồi nè, nó còn có nhiêu đó đó. Vậy lúc cô, chú gặp cô là chú có làm đám cưới gì không? Không. Không. Cái kiểu như thương nhau rồi... Ở luôn. Thương nhau hẹn hò ở luôn mà chứ đâu. Trời, có nhanh dữ vậy. Mà đó chú hẹn hò sao chú? Chú kể cho mấy anh em con nghe với cô chú chị khán giả nghe được không? Chú hẹn sao chú gặp cô? Thì lại quán cà phê rồi nói chuyện gì lâu đó xong xuôi hết rồi hứa hẹn với nhau rồi là xong. Khoảng bao lâu chú? Khoảng bao lâu mà chú tiến tới hôn nhân với cô đây? Khoảng chừng năm mấy hai năm gì đó. Ồ, rồi cũng quen cũng lâu. Cũng lâu chứ cái nghĩa là chú đeo đuổi cô là khoảng một năm mấy hai năm là mới về ở chung. Dạ. Rồi cô thấy chú hơi tuổi hơi cao vậy đó thì cô có đồng ý không? Có, đồng ý luôn. Dĩ nhiên là đồng ý rồi mới về. Chị ở có nhà. Nói đó, chị nói ý là hơi cao á. Ý là lúc đó là cô có e ngại gì không á? Không. Là cô lúc đó cô nghe chú mà tỏ tình với cô đó cô nghĩ như thế nào? Nghĩ chú như thế nào? Có nghĩa là mình sẽ bị ông này lừa không hay là mình làm nghĩ là ông thật tình với mình? Ông là thật tình lắm. Dạ. Hơn ông trước. Hơn ông trước. Như ông trước là ông gạt thôi. Dạ. Là lúc đó là mình bị gạt chứ không phải là vợ chồng đến với nhau bình thường. Gạt với nhau có hai đứa con rồi mới đi. Ông này không phải là em nói với ổng là phải thương mẹ bé con. Ừ, lúc đó mình cũng kể là mình cũng có hai đứa con vậy. Lúc kể là cũng nói có hai đứa con đó. Dạ. Chú đồng ý luôn. Đồng ý.
đồng ý luôn. Rồi về vậy rồi, rồi chú với cô rồi có con có đứa nào nữa không? Không, không. Chưa. Chưa. Sao không tính đứa có bầu mà chưa có bầu được, tại vì chị khám bác sĩ rồi nói là bên bác sĩ nói là còn đẻ nữa, tại vì khả năng của chị chưa có. Nhưng mà theo cô á là cái chuyện có em bé là chuyện cũng còn khả năng, nhưng mà liệu chú như vậy mà sao còn sinh em bé được? Được không anh? Được. Trời ơi. Được luôn. Chú 70 mấy tuổi rồi sao còn muốn sinh con nữa? Mà bây giờ chú lỡ mà chú sanh em bé ra rồi mình đi lặt mai đi đầu đất rồi sao nuôi nổi? Nổi. Nổi. Nhỏ ở nhà đó cho nó giữ em nó cũng được. Giữ em thì được rồi, nhưng mình làm cái gì ra tiền để nuôi con á? Được chứ. Bây giờ chị mấy chị lụm mũ, chị nuôi con được. Giờ cô lụm mũ một ngày được nhiêu tiền cô? 70-80. Cái giờ ấy quá người ta thương người ta cho. Lụm mũ là mình đi lụm da chai hả? Dạ. Là mình đi tới đâu? Mình đi lụm dài dài đấy sao? Đi ở đây dài dài vô kinh một kinh hai nè. Dạ. Kinh hai kinh ba chẳng á. Dạ. Lộ chiều mát cái lộ về cái mỏi giò cái ngồi xuống rồi cái điện thoại cái bớt mỏi á cái lộ về đây. Cái này đi bộ chứ không chạy xe? Đi bộ con mà. Rồi sao quẩy gì lỡ lụm nhiều rồi sao quẩy vậy nói? Để con nhỏ gái nó chở dùm tiếp. Rồi con gái đi rước. Đi rước. Ngày hạn lắm, mấy giờ nó vô nó đi học về cái nó rước. Con gái út của cô là năm nay nhiêu tuổi rồi con? Năm nay là Tết này nó 15 tuổi rồi. Bây giờ 14 rồi. Qua Tết là 15 tuổi. Bé có đi học không cô? Có. Ồ, ở đây mặc dù khó khăn nhưng mà vẫn cho bé đi học. Có cái điều là con trai lớn của cô thì nó bỏ luôn rồi. Nó không bỏ có giờ. Bỏ em rồi. Dạ. Luôn là không coi như không quan tâm, không có gửi tiền, không hỏi thăm, hỏi thăm cái đau ốm bệnh hoạn gì chứ. Rồi lúc mình gặp chú đó, con cô nó có chấp nhận chú không hay là nó chấp nhận luôn? Chịu luôn, chấp nhận luôn. Dạ. Dạ. Vụ cấp dưỡng là nó không có dưỡng cho rồi đó. Tự vợ chồng già là tự sống ên. Mặn nhiêu đủ ăn đủ xài thuốc mang uống hàng ngày là chỉ máu nhồi tim đó. Máu nhồi tim qua cơ tim. Máu nhồi tim qua cái tim mình á. Cái này là gọi là nhồi máu cơ tim cô ơi. Dạ. Dạ chứ không phải máu nhồi tim. Dạ. Tại vì bác sĩ có khám rồi. Dạ. Nhưng mà cái này là chết ngày nào. Nhưng mà em không hiểu, chị thì chị bệnh như vậy mà tại sao chị muốn sanh em bé nữa, còn chú thì chú lớn tuổi rồi thì đúng ra là mình... Mình sanh đó là để sau này, để chị nói cho con sanh này sau này có là chị có mất sớm. Dạ. Yeah. Là để dành cho nó nuôi nó lớn lên đi, là nó bưng nước trà cho ba nó uống cũng được. Nhưng mà hai đứa con của chị cũng lo được chuyện đó mà. Lo giờ cái thằng kia là nó không có lo cho chị rồi đó. Còn con bé nhỏ nữa mà. Còn con nhỏ này nó lo cho ba nó được. Ừ. Chị có mất sớm này kia là còn hai cha con hữu hủy đi. Có nghĩa là chị thương chú quá, cô thương chú quá, chú cô muốn sanh cho chú một người con. Dạ. À, mặc dù đến với nhau rất là muộn, thời điểm đó là chú gặp cô là 60 rồi, cô mới 30 thôi. Giờ là chú 70, rồi cô 40. Giờ không biết là con thấy là... chú giống như là này ông cái tóc của ổng nè đó. Ủa sao kỳ vậy? Hối hết trơn rồi. Đâu hối hết trơn nó rụng hay sao chú? Rụng. Trời đất ơi. Là mình do mình đội nón nhiều hay sao chú? Con không phải đội nón, tự anh nó rụng mà. Mạnh quá mà người tự anh nó rụng. Nãy giờ con tính hỏi là sợ cô nắm đầu chú hay sao chứ? Dạ hỏi thì có sao đâu. Dạ. Tính đâu là chú lớn tuổi hơn rồi, cô trẻ hơn rồi, cô về, chú về bị cô ăn hiếp. Cô dễ gì? Mần tới bây giờ mới nghỉ á. Mần cũng tận nửa tháng nay mới nghỉ. Con thấy là chú cái sức của chú yếu quá rồi đó, không chắc đẻ không nổi đâu cô ơi. Đó. Đẻ không nổi giờ còn mình nó nhỏ đó là chuyện già cũng được. Ừ. Vậy đi, tính vậy đi. Giờ mình ráng lo làm kiếm tiền chứ rồi con thì mặn kiếm tiền rồi nuôi nó không. Ừ, chứ giờ sanh con ra mình sợ mình lo không nổi rồi tội nghiệp. Với lại cái tuổi mình nó cao rồi nè, sợ sinh ra rồi nó mệt nhọc nữa đó cô. À.
Con thấy là nhà cửa đây là nhà này nãy cô nói là nhà nước người ta cắt cho mình luôn. Dạ. Rồi đất này là đất như sao cô? Đất này là cái ở đậu, đất này địa. Dạ. Ôi trời. Anh thấy đó, anh đi dài vô trong này là nhờ chồng mã ngóc đây này, là anh đứng ở đây nó dòng mã ngóc. Ôi vậy này. Là ở đây nghĩa địa. Rồi, địa. Rồi người ta cho mình ở. Cho dạ. Ở đậu. Cho ở đậu. Ta nói chừng nào muốn đi đâu đi, chừng nào muốn đi thì đi. Dạ. Ta nói vậy đó. Mà hàng xóm ở vòng vòng khu vực này có nói là mình trẻ mà mình ham già không cô? Không, không hả? Cái đó là giống như là duyên nợ rồi. Cô có nghĩ lúc trước mình có nghĩ là nếu mà gặp chú sớm hơn là chắc mình hạnh phúc đúng không cô? Tại gặp cái ông chồng trước thì nó không được hạnh phúc. Gặp chú bây giờ là mới hạnh phúc. Mà con thấy về nhà mình chật chội quá trời, giờ đông người là đâu có chỗ đâu mà ngủ. Chen nhắm nhau ngủ. Là sao cô chú là ngủ đây. Rồi bé kia. Dạ bé kia là ngủ trong buồng. Ôi, con xin phép quay cái nhà mình chút xíu nha. Dạ. Quá trời đồ đây rồi không biết sao. Này là mấy cái phần này là mình mua ve chai hay là bao vậy cô? Cái đó là bao củi cơ mà anh ơi. Ôi là trong đây sao mà quá trời, ở toilet mình trong đây luôn á cô? Dạ. Dạ, trong đó luôn á. Này cô chú anh chị, mấy bạn coi nó bích đùng ở trong đây luôn. Trời ơi, sao chỗ của con bé nhỏ ngủ rồi. Cô chú ơi, thì mình lớn tuổi, chồng lớn tuổi rồi, chồng 70 rồi, vợ 40. Thì mình đi ra chợ, nhiều khi bà con, cô bác người ta có nói ừ sao mà chồng lớn quá, vợ lớn quá. Ủa vợ nhỏ quá nhưng mà mình có thấy người ta nói mình hạnh phúc như thế nào đó không cô ha? Đã có nói nó hai chồng này hạnh phúc hết trước đi tới đâu cũng gặp hai chồng không mua kiểu như là người ta ghen tị với mình hả chú? Người ta nói vậy thôi chứ người ta không có ghen, người ta nói hai chồng này hạnh phúc hết trước ý là mình, giống còn chồng của mình thì không có hạnh phúc với mình đi nhậu tối ngày. Dạ, giống như người ta đang ganh tị cái hạnh phúc của mình chứ không phải là ghen tị, ganh tị người ta thấy mình hạnh phúc mặc dù cô thì nhỏ hơn chú tới tận 30 tuổi. Người ta thấy mình kiểu như đi chợ đi đâu thì cũng nắm tay cũng kè kè nhau thì người ta thấy mình hạnh phúc quá. Đúng là một cái câu chuyện đáng ngưỡng mộ của chú anh chị. Thật ra những cặp vợ chồng là đi ra đường không phải như vậy, kiểu như là lãng lãng nhau, còn cô chú là đi đâu cũng nắm tay nhau. Bây giờ cô cho hỏi ha, chú có sợ mắt cô không? Không. Rồi cô có sợ mắt chú không? Không. Rồi có cho chú điên mình không? Không. Đi với chồng vậy đó hả? Đi khi đi màng và khi đi màng và khi người ta muốn gạt nữa. Được gạt mình sao? Bữa hổm người ta gạt đi kiếm rồi biết đường đâu kiếm. Cái nửa đêm cái lội về cái hôm quả hồn. Sợ nữa sợ bị chúng giết không có sợ gì hết trơn á. Ủa là sao cô? Như là cái thằng đó như là nó cái cao gáo, cái đứng nó cao. Mà nó nói là ở đằng kia nó có tiền, nó dạ. Cho. Là cô hay là chú? Ổng. Dạ. Chồng em á. Dạ. Ở đây cái nửa đêm cái cũng cỡ nó dắt nó cũng chặn dạng rồi đợi vừa hòa cái đi cái quán cà phê đợi tới 3 giờ chiều cái không thấy về. Dạ. Yeah. Không thấy về bắt đầu cái thấy gì đợi khóc nửa đêm mà khóc rồi nó trời biết chồng tôi ở đâu bây giờ biết đường đâu kiếm dùng nó gạt á cái nửa đêm cái đợi về cũng 8 giờ mấy đợi về tới đây người ta thương tao cho tiền ổng vài chục ngàn vậy đủ tiền xe về đó. Yeah. Là mừng lắm rồi đó. Vậy là chú đi mà không về là cô khóc. Dạ. Nhưng mà nãy mấy bạn hỏi là cô có sợ mắt chú không? Cô nói không. Là mắt có nghĩa là... Mấy bạn đó là hỏi ra hỏi sao rồi đó. Ý là mấy bạn hỏi là lỡ mà chú đi theo người khác luôn á, cô có buồn không á? Không. Ủa sao không buồn mà sao khóc? Khóc vì chúng ta gạt thôi. Ở đó mình bị gạt sao chú? Gạt thôi. Ở đó mình bị gạt sao mà mình đi bỏ cô mấy tiếng hồ luôn à? Nó nói là làm có máu lương trong cái tay vậy nè. Dạ. Thì nó đi xin tiền. Dạ. Đi tùm lum chỗ chứ không biết chỗ nào luôn nữa. Chạy tùm lum đường hết trơn. Là dắt chú đi hay sao? Dạ, nó tới chỗ cái cầu ấy đó rồi nó bỏ đó. Mai hên này số mạng không hên đó, không phải là nó bỏ về dục đường bây giờ. Đi bỏ dục đường bây giờ nó đẩy xuống sông nó biết đường đâu kiếm. Dạ. Nó chùm bao nữa nó quánh luôn á. Nhưng mà mình đâu có là mình đâu có làm gì đâu mà sợ người ta như vậy. Chú rồi chú đi lúc đó cho mình nhiều tiền không mà bị người ta lừa. Không có đồng bạc rồi. Ủa vậy sao người ta lừa mình được? Sao
bữa nay sao mà xuống chức gì cô, bộ chú khều dữ lắm hả? Có khều không chú? Không, bệnh rồi ho á. Ý là chú như vậy rồi mà cô còn bắt chú là phải sinh thêm một em bé nữa cho cô mới chịu. Giờ lớn tuổi mà có khều gì được đâu mà. Thôi gắng thôi. Đứng dạ. Sinh em bé mà chưa. Dạ. Chưa đâu, từ từ đi rồi hả? Trời ơi. Giờ 70 tuổi mà còn đợi từ từ mới sinh nữa hả? Thấy sức mình còn khỏe không chú? Khỏe. Khỏe hả? Trời, chú còn đào đất được mà. Chú còn đào đất mướn nữa. Còn cày được mà. Mà bình thường là chú nói là chú đi lặt mai rồi, giờ qua Tết là không còn mai lặt, là mình đi làm công việc khác. Dạ. Có khi nào cô chú đi lụm da chai luôn không? Có luôn. Có luôn. Dạ. Nhiều khi không có mần thì đi lụm da chai. Đi đường này là nhiều nè. Kinh 1, kinh 2, kinh 3, kinh 4 chính. À, hai chồng cũng tình tang đi lụm da chai vậy. Dạ, tình tang lụm da chai nữa. Con sợ bây giờ chiều nay nữa nè, chiều nay chút nữa ấy xong xuôi, chiều nay có bản đầu 6-7 lỗ cột bởi nữa kìa, rồi mới phải dẹp nhà người ta ngoài kia nữa kìa. Đầu lỗ cột là sao chú? Lỗ hàng rào á. À, dạ. Trong 40. Dạ. Cho nói vợ chồng này tình không chiếc tình, còn chồng tôi phải nhậu tối ngày. Cô đi thế nào? Không mặn mụn gì hết trơn. Người ta nói vậy đó. Dạ. Chưa lo cho hết bệnh đó. À, là dưỡng gà hả? Quả hộp chuẩn bị đẻ ha. Lo cho hết bệnh đó. Tính đẻ sinh đôi hay là sinh ba? Chưa biết. Nói chung là chuyện sinh con là cũng duyên số thôi chứ sao mà. Bây giờ như là sinh con không có dễ đâu con ơi, có duyên số mà mới sinh được, không phải mà tự nhiên, không phải mà sinh ba, sinh hai, sinh một gì đâu có đâu, có duyên số mình mới có bầu được. Bây giờ bữa nay mình mệt quá không? Ừ. Mình mệt quá, tối mình về không ăn bên đi. Đừng cho ông nằm gần nữa. Được không? Chịu không? Dễ vậy. Sao cũng được chứ, có gì đâu. Dễ mà. Vậy là dính chùm gì hoài đó hả? Dính chùm hoài vậy đó. Đẻ ra tao kiếm đẻ, tao có em bé không? Mấy ông cần thật vui không? Không có chụp tới. Nói chung là tại vì mình thấy cô chú đây đang khổ, đang lụm cho chai nè. Mình sợ sanh ra rồi lo không nổi cho bé thôi. Đây hoàn cảnh bây giờ cô thì lụm da chai, chú đi đầu đất mướn. Lo nổi chơi rồi cưng ơi. Sao cá năng bây giờ mình cũng lo rồi, nhiều không có chơi chút đỉnh là có. Lo yeah. Được cái chân rồi. Rồi mình đi lụm da chai mình kiếm tiền nuôi con. Kiếm tiền nuôi con. Dạ. Yeah. Ở đây có ai hỗ trợ có cho mình tiền hay gạo gì không? Yeah. Là tự mình đi làm gì mình sống. Yeah. Làm sống. Làm sống. Chú quê đâu chú? Ở Tình Biên. Tuốt trên Tình Biên xuống đây là đó, mình làm sao mình gặp được cô, hay là có ai làm mai mối gì không? Không. Đó chú đi đâu chú gặp cô, chú kể lại cho bà con đi, nghe. Đi mặn dưới này nè, mặn hồ dưới này nè, được gặp. Lúc đó 60 rồi chú còn đi làm hồ. Ừ. Đi theo ông Thậu. Dạ. Ông Thậu tới đâu mình đi tới đó hả? Ừ. Ông kêu mình đi chứ mà đâu có biết được đâu, ông kêu đi thì đi. Mặn gọi công trình rồi mới về. À, lúc đó chú gặp cô là chú đi uống cà phê gặp hay sao? Dạ. Ờ, gặp cô lúc đó lụm da chai là sao? Uống cà phê chứ chưa lụm. Lúc đó cô cũng đi uống cà phê luôn. Ừ. Vậy mà tưởng đâu cô đi lụm da chai lụm được chú chứ. Lụm được cục vàng luôn à. Rồi, chắc uống cà phê chắc me phải không chú? Để ý lâu chưa cô? Lâu rồi. Chị đi quay lại để ý chú lâu á. Lâu mấy gì mới thành với nhau, còn không lâu dễ vậy thành. Nhưng mà nãy cô chú kể là chú biết cô là cái kiểu như mới hẹn hò tỏ tình đồ này nọ, làm quen luôn một năm mấy á. À, mới tới về chứ mới hai bên mới đến với nhau. Rồi gì là chú, cô chú mà khi mà mình lớn tuổi, chú 70, cô 40, mà lúc mà chênh lệch nhau tuổi tác rất nhiều, nhưng mà đến với nhau gia đình có gặp chắc chở giùm cô ha. Không. Như cha mẹ nè. Không có chắc chở gì hết. Chấp nhận luôn à. Cha mẹ bên chú á. Không. Không á, thế nào cô chú ha. Ông coi gì đâu. Không có rồi tới chừng ông đau chết rồi, ông chết luôn rồi, hết khó luôn à. Như là để cho ông khó luôn á. Nhưng mà cái lý do tại sao mà cô nhỏ tuổi người chú gì mà bên gia đình không chấp nhận chú? Tại vì gia đình không phải không chấp nhận, tại vì ổng hơi khó khăn chút đỉnh gì thôi, còn bà già thì cũng không có gì. Bà già thì mất trước ổng. Nó còn ổng không à. Có nghĩa là chấp nhận không chấp nhận, nhưng mà khó khăn đồ này nọ thôi. Dạ. Còn cô thì lúc đó là chú về đây, mẹ cô còn sống không? Con.
được, mẹ có chịu chú không hay là chịu luôn? Chịu luôn. Là lúc đó là mẹ cô mất là bao nhiêu tuổi? Lúc mẹ mất là tới 70 mấy rồi. 79. 79. Tuổi thọ 79. Vậy là lúc đó chú về là cũng ngang ngửa với tuổi của cô trong nhà rồi đúng không? Dạ. Là lúc đó 60 là 10 năm rồi, lúc đó mẹ cô là 69 rồi. 79. À, vậy là cái chàng rể này chỉ thua mẹ vợ có 7 tuổi thôi. Dạ. Là mình sợ lúc đó là về có ai nghĩ ngợi gì không? Không. Rồi mẹ vợ kêu chú bằng gì? Là con luôn hả? Là con. Bằng rể. Dạ. Kêu rể luôn. Dạ. Nó hơi... bởi vì bà con giới thiệu đây là cái cặp vợ chồng đũa lệch thưa cô chú anh chị, nhưng mà được ca ngợi một cái là rất là hạnh phúc. Khi về 10 năm nay là chú có khi nào chú bạc đãi cô không? Có khi nào mà lớn tiếng rồi với cô không? Không có. Vậy là cưng chứng mỏng vậy đó ha. Năng niu cưng dữ lắm luôn ha. Cưng dữ lắm. Hai chồng đến với nhau cũng gặp được trắc trở, cũng như là bị gia đình hơi khó đó, nhưng mà cũng phải trốn tránh đến đó. Bây giờ cũng được một bé rồi. Thì có khi nào mà chú mua đồ ăn ngon gì cũng như tâm bổ cho cô không? Khi mình đi làm vất vả thì mình lãnh những cái đồng lương về 100.000 á. Có. Mua gì cô? Khi có là mới mua cá kìa. Ủa chỉ có cá không hả? Có cá không, khi có tiền nhớ mua đồ ăn ngon, nhưng khi không có tiền là rồi ăn với muối đúng mắm. Ý là lúc mà hồi về sống chung với cô giờ có khi nào chú tặng quà cho cô không? Cái gì? Không có quà đó, quà trong mình của ổng à. Cái hai á. Cái gì? Cái hai trong mình đó. Trời ơi. Dạ. Thì sao mình không mua thịt bò hay hộp vịt lộn gì cho ăn cho ổng mạnh mạnh lên xíu nữa chị? Ổng làm mệt mà. Thấy là chắc chị với ổng quặn lắm sao mà ổng khói đầu luôn. Có quặn không? Có quặn không chị? Chắc là cô là thích chú nhất là chỗ cái đầu hối đó mà. Cái đầu hối dạ. Mà cứ vuốt hoài đó. Vuốt hoài à. Mà lúc đó cô gặp chú là có bị như vậy chưa? Có hối đầu vậy chưa? Có luôn. Lúc đó mình không chê nhưng mà mình lại thích cái kiểu như vậy. Dạ. Lúc đó hối ít hay hối nhiều cô? Hối ít làm nó có hối cái này nó quặn cái này thôi. Xíu rồi ha. À. Vậy ở với mình cái hối nhiều luôn. Từ từ nó rụng. Từ từ nó rụng tóc á. Có phải là chú về ở với chị hối nhiều hơn á, phải không? Nè, bọc thuốc nè. Dạ, có nghĩa là bây giờ là chú mặc dù đầu hối nhưng mà 70 mà đầu chú không có bạc. À, vẫn là còn hơi... Thuốc nam hả chú? Uống thuốc nam là mình bệnh hay sao chú? Uống cho nó đừng có tắc bạc cái đầu á. Dạ. Uống củ hàng thủ ô á. Dạ. Củ cây dây. Đạo dưới đất á. Củ cây dây. Rồi sắc uống. Dạ uống. Còn tưởng đâu chú uống cho nó mạnh lên chứ. Đâu có. Uống chừng đôi đừng cho nó bạc ngốc vậy. Dạ. Chú mình cũng mạnh sẵn hả chú? Không cần uống thuốc uống men chứ. Dạ. Vậy mà còn muốn đẻ thêm nữa quý vị. Mình không biết là vài năm nữa mình lại đây thôi có bé nào chào đời nữa không? Có gì báo tin vui nha cô với chú. Thấy nhà cửa linh tinh quá trời. Bữa nay em dẹp hết trơn rồi anh ơi. Dạ. Đúng rồi, bữa nay Tết rồi mình phải chuẩn bị tôm tất để rước ông bà đồ này nọ. Làm lũ tối ngày đi đào đất mướn, bởi vì chú tay chân chú sằng sùi hết nè. Đó. À, cô chú ơi, thì bữa nay lại đây thì nghe bà con giới thiệu là nhà đình mình một người lụm da chai, một người đào đất mướn. Nhưng cái điều đặc biệt là cô chú trên lệch tuổi với nhau nhưng mà sống với nhau rất là hạnh phúc. Hôm nay cũng nhân cái dịp Tết tới rồi. À, thấy cái bàn thờ nhà mình đó thì nó kiểu như nó không được tôm tất, không được gọn gàng sạch sẽ lắm. Thì hôm nay con tới đây cũng thay mặt cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi cho cô chú 500.000 để mình mua trái cây rồi mình cúng ông bà nghe. Dạ. Tại Tết tới rồi. À, bình thường là mình có dự định là mua trái cây về cúng ông bà không? Dạ, định mua đó. Nhưng mà sao chưa thấy nên là không có tiền hay sao? Không có tiền mấy chú ơi. Dạ. Dạ đây thì con gửi cô 500 của chị Hà Phạm ở bên Mỹ.
Thay mặt về Phạm thì cô chú mua trái cây để cúng ông bà. Cô chú nhìn nè, trên đây thì nó kiểu như nó quá trời bề bộn rồi, tàn nhang là quá trời luôn rồi, mình phải dọn dẹp cho nó gọn gàng lại. Tết nhất tới nơi rồi. Trên mẹ Quan Âm còn chưa rút nhang nữa nè. Dạ đúng rồi, nước gì chân nè. Mặc dù có thờ cúng cũng cái lòng thành thì mình nhìn thấy nè, cũng nhang nè, chắc đốt nhiều lắm, nhưng mà không có gọn gàng lại. Dạ. Dạ, thì không biết cô chú có lời nào cảm ơn chị Hà Phạm không? Dạ, chúc Hà Phạm rất cảm ơn chị Hà Phạm giúp đỡ cho gia đình chúng tôi, thì tôi cũng rất cảm ơn chị. Dạ. Nhưng có điều cái là nhiều cô chú anh chị sẽ nghĩ rằng mình lớn tuổi rồi, mình còn muốn sanh em bé nữa, dĩ nhiên là nhiều cô chú anh chị không có đồng tình với mình đâu. Tại vì mình cũng đang khó khăn. Dạ. Nói thì nói vậy thôi chứ cái chuyện con cái thì nó hên xui, nó duyên số nữa. Dạ. Mà bây giờ thì không biết chú còn sức nữa không, cứ khi bắt chú cài quá là tội nghiệp chú. Chú cũng 70 rồi. Tết này là 71 hả chú? Dạ. Dạ. Dạ thì thôi tới đây thì con coi như là một món quà mấy anh em tới đây để chúc Tết gia đình mình sẽ cố gắng hơn trong năm mới. Cái thứ nhất là phải dọn dẹp làm sao cho cái bàn thờ cho nó gọn gàng hơn xíu. Đó là chúc lòng thành của chị Hà Phạm gửi cho gia đình mình. Dạ. Dạ, đến đây thì mấy anh em cũng xin dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm cũng như theo dõi một cái clip mà từ trước đến nay kiểu như là một cái trường hợp mà trên kênh một đôi đũa lệch mà cô là 40, chú 70 mà vẫn còn muốn sanh em bé. Đây là giống như một cái nghị lực sống thôi, nhưng mà chưa chắc thì đã thực hiện được cái điều đó đâu cô chú anh chị. Nhưng mà giống như cái mong muốn của chú, của cô là thương chú, muốn sanh cho chú một người con để sau này có người để kiểu như cơm bưng nước gót cho chú về già. Chắc phải vậy không cô? Dạ. Dạ. Tới đây thì mấy anh em cũng xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm. Dạ. Nhớ ấn like và theo dõi kênh của mấy anh em để có động lực để chia sẻ nhiều cái hoàn cảnh hay và những hoàn cảnh hấp dẫn hơn đến cô chú anh chị. Rồi con chào cô chú nghe, chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo. Rồi chào cả nhà.